Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 1885, 5 cây hồng ngọc mai 300k bao ship toàn quốc. Anh nào quen thì ship code nha, lạ thì chuyển khoản nha quý vị. Lạ là tôi không có bán là ship code nha. Có tiền trước rồi mới mới giao cây à. Ok ông đi. Chuyện nắng mưa chuyện của ông trời mà con ló gì. Rồi đây là cây số 1 nha quý vị, cái này cái đọt nó già là nó ra hoa nha quý vị. Rồi một cây. Đây cây số 2 nè. Đó. Đây cây số 3 nha. Đó, cây số 3 nè, cái đọt này già lên tí xíu là nó ra bông liền với nhau quý vị. Đây cây số 4 nha. Tàn cây số 4 nè. Đây cây số 5 nha. Siêu mini nha quý vị, siêu nhỏ nha, chúng có bự à. Chỉ có một cái thân nó quái quái về nhét vô cái chung nhỏ nhỏ chơi nha. Nè, ép vô tới cái chung này luôn đó nè. Tại vì cái chậu nó như vậy thôi chứ cái cục cục đất nó trông nhỏ xíu thôi à. Nhét vô những cái chung nhỏ nhỏ vậy nè, chơi ha. Để trên bàn làm việc á, có vài cái bông cho nó thơm thơm, cái bông hồng mai là rất là thơm nha quý vị. Rồi nó đậu trái luôn nha, nó là sư ghi thái đó. Trái nó là ăn được luôn á. Rồi xuống bây giờ trái nó đỏ đỏ nha quý vị.